Đây là một series phim siêu anh hùng của Marvel tụ hội. Họ đang phải ngăn chặn một thảm họa diệt vong đến từ không gian. Những chuyện này phải kể từ cậu ấm thứ ba của Asgard, Loki. Trong Thor phần 1, do Loki không được Odin công nhận chủ động buông tay rơi vào vũ trụ không đáy. Nhưng anh ta không chết mà được một bộ tộc ngoài trái đất tên Chitauri cứu sống. Azur, thủ lĩnh của Chitauri nhìn ra khát vọng thống trị trong nội tâm Loki liền cho anh ta một cây trượng gắn đá tâm trí. Cây trượng này có thể điều khiển tâm trí của con người, từ đó giúp anh ta thống trị trái đất. Điều kiện mà Azur đưa ra chính là giúp hắn lấy được khối Tesseract, vật chứa viên đá không gian. Lúc này trong S.H.I.E.L.D, khối Tesseract đột nhiên bị tự động kích hoạt. Fury và Clint còn chưa rõ tình hình ra làm sao, một luồng sáng phát ra, cánh cửa không gian tự động mở ra. Một giây sau, vị thần xảo quyệt Loki xuất hiện trước mặt mọi người. Anh ta không cần dùng sức cũng giải quyết xong đám bảo an trong S.H.I.E.L.D và dùng cây trượng tâm trí khống chế Clint và tiến sĩ Eric. Fury thấy tình hình không ổn bèn đem theo khối Tesseract bỏ trốn, không ngờ bị Clint bắn ngã. Khối Tesseract cũng bị Loki cướp mất. Fury ngồi trực thăng nổ súng ngăn cản nhưng vì thực lực chênh lệch nên bị Loki bắn rơi tại chỗ. Nhìn Loki bỏ chạy, ông ta nhận ra một tai nạn diệt vong sẽ đến nhanh thôi. Kế hoạch Avengers buộc phải tiến hành ngay lập tức. Sau đó ông ta bảo Coulson triệu hồi góa phụ đen Natasha. Lúc này Natasha đang chơi đùa với ba tên côn đồ trong nhà kho. Sau khi biết tin Clint đã bị kẻ địch khống chế, Natasha ngừng lại một giây rồi bảo đối phương giữ điện thoại. Natasha không hề hoảng loạn trước ba tên đô to, một cú lộn ngược đã thoát được dây trói. Tiếp theo bật người đứng dậy lao thẳng về phía đối phương. Giải quyết xong ba tên tép diêu, Natasha xách giày cao gót nhận mệnh lệnh tiếp theo. Theo chỉ thị của Coulson, cô tìm được tiến sĩ Banner kiêm người khổng lồ xanh hắc ở trong một khu ổ chuột ở Brazil. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, Banner không hề muốn nhúng tay vào. Nhưng Natasha không đến để đàm phán mà đến để thông báo. Natasha trong bên ngoài có vẻ bình tĩnh, thực chất bên trong đang gào thét. Bởi vì nếu gã này mà biến hình là rắc rối to. Lúc này đội trưởng Mỹ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh của chiến tranh, đang trút hết cảm xúc tiêu cực lên bao cát. Lúc này Fury tìm đến anh ta, biết chuyện lại là vì khối Tesseract, anh ta đồng ý gia nhập Avengers. Ở bên này, Tony nhận được điện thoại của Coulson, nhưng còn chưa đợi anh ta kịp từ chối, đối phương đã xuất hiện trong thang máy. Coulson cũng là một đặc công, phá một hệ thống bảo mật cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Sau đó trên phi thuyền của Fury, Steve và Banner cuối cùng cũng gặp mặt. Còn ở bên này, Loki đang điều khiển tiến sĩ Eric tìm được chất thích hợp để mở khối Tesseract. Loki thân mặc lễ phục, tay cầm cây trượng xuất hiện ở trong vũ hội. Anh ta vung một gậy đánh ngã bảo an rồi ấn một người xuống bàn. Lúc này Clint thành công vào được phòng bảo mật nhờ tròng mắt điện tử và lấy được chất để mở khối Tesseract. Để tận hưởng cảm giác thống trị, Loki dùng thuật phân thân bao vây nhóm người đang bỏ chạy toán loạn, quỳ xuống. Lúc này một ông già không phục, tôi từng này tuổi rồi còn chuyện gì chưa trải qua, anh là cái thá gì? Loki tức giận định kết liễu ông già. May thay Steve đến nơi kịp thời chặn được đòn tấn công, rồi xông lên đánh nhau với Loki. Nhưng đã hơn 70 năm chưa thực chiến, thực lực của Steve dường như không ổn định lắm. May thay vào lúc nguy cấp, Tony đến nơi kịp thời. Cứ thử giở trò xem. Không ngờ Loki lại chọn giơ tay đầu hàng. Trên đường áp tải về siêu, Steve cho rằng hành động đầu hàng của Loki không đúng lắm. Nhưng Tony lại cho rằng anh ta nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ là vị cha của Tony, hai người không thể nào hòa hợp được. Lúc này bầu trời đột nhiên lóe chớp, thần sấm Thor từ trên trời bay xuống. Anh ta vung một búa đánh ngã Tony rồi tiện thể đưa Loki đi. Cho đến giờ, Thor vẫn muốn thuyết phục em trai quay về Asgard cùng anh ta. Nhưng Loki lại cho rằng Odin chỉ quan tâm Thor, không hề để mắt đến anh ta. Hai người đã lâu không gặp, vừa gặp mặt đã lao vào đánh nhau. Thor dùng sức mạnh của thần sấm, xả hết mọi giận dữ lên người Tony. Năng lượng đạt 400% công suất. Hay thật, lúc này Steve dùng khiên tách hai người ra. Để ngăn chặn Loki, Thor đành phải gia nhập vào Avengers. Fury nhốt Loki vào một nhà giam đặc biệt. Thế nhưng mọi chuyện đều là âm mưu của Loki. Anh ta nói bóng nói gió cái lồng này chắc là chuẩn bị cho Hắc nhỉ. Tiếp đó anh ta hỏi ngược Fury, có sức mạnh vô biên, để làm gì? Câu hỏi này cũng đã trồng một hạt mầm nghi ngờ trong lòng các thành viên Avengers. Tony để cho Jarvis hack vào hệ thống của S.H.I.E.L.D để điều tra sự thật. Steve không có kỹ thuật như Tony đành phải lẻn vào nhà kho bí mật của S.H.I.E.L.D đích thân điều tra. Chưa bao lâu, anh ta đã đem một vũ khí đặc biệt về. Lúc này Tony cũng phát hiện S.H.I.E.L.D đang dùng năng lượng của khối Tesseract để chế tạo vũ khí. Chuyện đến nước này, Fury cũng không giấu giếm nữa. Hóa ra năm ngoái, một người đàn ông chơi búa đã đến trái đất. Bởi vì ân oán cá nhân của anh ta, một thị trấn đã bị san bằng. Điều này khiến Fury nhận ra nguy hiểm không chỉ đến từ trái đất nên đã nghiên cứu ra vũ khí bí mật này. Nhưng dù cho đã biết nguyên nhân, cả nhóm vẫn cãi nhau vì ý kiến cá nhân. Banner thậm chí còn vô tình cầm cây trượng của Loki lên. Lúc này một mũi tên của Clint đã phá vỡ cục diện. Một mảnh của phi thuyền lập tức bị nổ tung. Tony và Steve vội vàng đi sửa phi thuyền. Do bị vụ nổ kích động, Banner lập tức biến hình thành hắc đuổi theo Natasha điên cuồng đập phá. May thay Thor đến nơi kịp thời, thành công kéo thù hận về mình. Thor dùng một búa đánh bay Hắc đi, tiếp theo lại ném cái búa đến. Lúc này một máy bay chiến điên cuồng nã đạn về phía Hắc. HK mặc kệ mưa đạn lao ra, tay không xé rách máy bay. Sau khi sửa xong con tàu, Tony phải dùng chính sức của mình để đẩy tàu. Anh ta bảo Steve kéo cần gạt nhưng Steve còn đang bận đánh nhau với kẻ địch. Thế là Tony đành phải đích thân trải nghiệm cảm giác bị tàu đè. Thor vốn đến xem Loki, không ngờ bị Loki lừa nhốt vào trong lồng. Lúc này Coulson bước đến ngắm vũ khí siêu khủng vào Loki, nhưng anh ta đã không hề biết đến sự tồn tại của ma thuật. Sau đó Loki ấn công tắc, Thor và cái lồng cùng rơi xuống dưới. Trước khi rơi xuống đất, Thor đã dùng búa đập vỡ cửa kính để thoát ra khỏi cái lồng. Ở bên này Clint đang giằng co với Natasha, với những trận chiến thế này đương nhiên Natasha chiếm thế thượng phong. Sau một hồi giao chiến, Clint đã dần dần khôi phục ý thức. Lúc này Loki đã lên tàu thoát khỏi phi thuyền của Avengers. Cái chết của Coulson đã gây ra đả kích rất lớn với cả nhóm. Đến cả Tony trước này vẫn luôn ngạo mạn cũng rơi vào trầm tư. Giờ Banner và Thor không rõ tung tích, nhóm Avengers chia 5/7. Thế nhưng lúc này Tony đột nhiên nhớ ra nếu như Loki muốn mở khối Tesseract buộc phải có chất Irisi. Và nơi có nhiều Irisi nhiều nhất trong thành phố này chính là tòa nhà Stark. Tony mặc Mark 6 quay trở về tòa nhà Stark. Tuy Jarvis đã cắt đứt nguồn năng lượng nhưng khối Tesseract vẫn đang tiếp tục cung cấp. Tony thử phá hủy khối Tesseract nhưng đã bị năng lượng phản lại hất văng, không thể bị xuyên thủng. Sau đó anh ta cởi Mark 6 ra chuẩn bị giao chiến với Loki một phen. Trong lúc nói chuyện, Tony âm thầm đeo vòng tay của Mark 7 vào. Loki vốn định khống chế Tony nhưng lại gặp chuyện không thể quê hơn. Chiêu này hiệu nghiệm lắm mà. Anh ta thẹn quá hóa giận thẳng tay ném Tony ra khỏi tòa nhà. Thế nhưng một giây sau, Mark 7 có lẽ là bộ rác ngầu nhất ở thời điểm lúc đó. Vào khoảnh khắc sắp chạm đất, Tony lập tức vòng người quay về tòa nhà. Lúc này tai nạn thực sự mới đến. Khối Tesseract đã nạp năng lượng xong, cổng không gian được mở ra, đội quân Chitauri tràn vào như châu chấu. Tony thấy vậy lập tức khởi động trạng thái chiến đấu. Dù cho Tony đã cố gắng ngăn cản nhưng quân địch thực sự quá đông. Chúng bắn bom điên cuồng trong thành phố. Lúc này BMW, Mercedes hay Porsche cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Người trên phố ai cũng bỏ chạy toán loạn. Lúc này Thor cũng đến nơi đánh nhau với em trai. Clint lái tàu đến chi viện Thor nhưng bị Loki đánh rơi tại chỗ. Cho đến giờ phút này, Thor vẫn khuyên Loki dừng lại. Lúc này khuyên Loki như nước đổ đầu vịt, còn đâm Thor một nhát vào bụng. Thor đánh Loki một trận ra bã. Loki thấy đánh không lại liền bỏ cây trượng chạy lấy người. Steve, Natasha và Clint vừa bước ra đường, ngẩng đầu lên nhìn, đại quân Chitauri đã điều động cả tàu mẹ đến. Trong tàu mẹ chở vô số binh lính. Chưa kịp bàn bạc, ba người lập tức xông vào tiếp chiến. Natasha phụ trách bắn súng, Clint phụ trách sơ tán người dân, Steve thì tìm đến cảnh sát địa phương xin chi viện. Tất cả mọi người nghe theo anh ta sơ tán người dân. Thor đuổi được Loki đi, vừa chạm đất, Banner đã lái một con xe đến hiện trường. Đến đây, 6 siêu anh hùng của Avengers đã tập hợp đủ. Tony dụ tàu mẹ xuống mặt đất, tiếp theo đến lượt Hắc ra tay rồi. Tàu mẹ khổng lồ như vậy vẫn bị Hắc lật đổ bằng tay không. Tony nhân cơ hội bắn một quả bom cho nó nổ tung. Giờ các siêu anh hùng đã tụ tập về cùng nhau, một trận chiến ác liệt chính thức bắt đầu. Loki ra lệnh, đại quân Chitauri lại lần nữa tràn vào, các siêu anh hùng lập tức lao vào chiến đấu. Clint đang đứng trên đỉnh tòa nhà quan sát toàn bộ cục diện. Tony cố gắng dụ đám binh lính di chuyển đến nơi không có người. Thor lao lên trời dùng sức mạnh của thần sấm để tấn công vào cổng trời. Còn Hắc thì cứ đập thoải mái. Natasha nhận ra nếu không tắt khối Tesseract đi, họ sẽ không thể nào giết hết được kẻ địch. Thế là dưới sự giúp đỡ của Steve, Natasha bám vào phi thuyền của kẻ địch rồi khống chế phi công bay về phía tòa nhà. Lúc này Natasha bị Loki đuổi theo, Clint nhếch miệng cười, mũi tên của anh đây chưa trượt bao giờ. Hừ, chém gió. Ở bên này Hắc và Thor song kiếm hợp bích phá hủy tàu mẹ. Nhưng hai người dường như đều không vừa mắt nhau. Đánh Thor xong, Hắc bay lên định dạy bảo Loki, thế là một cảnh quay huyền thoại ra đời. Ở bên này, Tony khởi động máy tăng tốc xông thẳng vào con tàu. Nhưng cú đánh lần này đã khiến anh ta tiêu tốn toàn bộ năng lượng, còn chưa kịp đứng dậy đã bị nhóm binh lính bao vây. Ở bên này Clint cũng đã hết tên. Hắc bị một đám binh lính nã đạn điên cuồng trên sân thượng. Steve và Thor cũng sắp không chống đỡ được nữa, tình hình vô cùng nguy cấp. May thay tiến sĩ Eric đã khôi phục lý trí nói với Natasha cây trượng của Loki có thể tắt được khối Tesseract. Nhưng vào lúc Natasha chuẩn bị tắt khối Tesseract, Tony đột nhiên bảo cô dừng lại. Hóa ra để tiêu diệt người ngoài hành tinh, cấp trên của siêu không bằng sự ngăn cản của Fury bắn một quả tên lửa về phía trung tâm thành phố. Nếu như xảy ra vụ nổ, cả thành phố sẽ bị san bằng. Fury báo tình hình với Tony, Tony lập tức thoát khỏi đám lính bay về phía tên lửa. Sau khi đuổi được tên lửa, anh ta không màng nguy hiểm của bản thân quyết định đẩy tên lửa vào cổng trời. Tuy biết rằng chuyến này có thể lành ít dữ nhiều nhưng Tony vẫn không hề sợ hãi. Có lẽ đây mới chính là siêu anh hùng thực thụ chăng? Cuối cùng Tony dùng tên lửa cho nổ căn cứ của Chitauri, nhưng năng lượng của anh ta đã cạn kiệt. Đại quân Chitauri không còn năng lượng cung cấp đều gục cả. Các siêu anh hùng đều nhìn lên cổng trời nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng Tony. Vì đại cục, Steven phải lệnh cho Natasha tắt khối Tesseract đi. May mắn thay vào một giây trước khi cổng trời đóng lại, Tony đã rơi xuống. Nhưng không có năng lượng, anh ta đang rơi tự do. Lúc này Hắc bay đến thành công cứu được Tony. Mọi người còn tưởng Tony đã chết, nhưng một cú gầm của Hắc, cái quái gì thế? Làm ơn nói rằng không có ai hôn tôi rồi nhé. Cuối cùng Loki bị cả nhóm bắt sống. Thor đem theo khối Tesseract áp tải Loki về nhà. Các siêu anh hùng khác ai về nhà nấy. Ở ngoài vũ trụ xa xôi, một người khổng lồ có màu tím khoai môn nhếch miệng cười tà ác. Sau trận chiến với đội quân Chitauri, các siêu anh hùng ít nhiều đều được nâng trình chiến đấu. Thor và Steve vô tình kết hợp đã cho ra một chiêu thức có thể nói là mang tầm diệt vong. Natasha chỉ cần vuốt nhẹ bàn tay xanh lẻ của Hulk sẽ co giật, ngã xuống đất và biến trở lại thành Banner. Và nhiệm vụ lần này của đội Avengers chính là tiêu diệt căn cứ của Baron và cướp lại cây trượng của Loki. Nhưng họ không ngờ được rằng Baron đã dùng năng lượng của viên đá tạo ra hai anh em sinh đôi, Pietro và Wanda. Siêu năng lực của Pietro là dịch chuyển tức thời, nhanh đến mức bạn không tin nổi. Đến cả bách phát bách trúng như Clint cũng thất thủ khi đối diện với anh ta. Năng lực này cũng khiến nhóm Avengers khốn đốn. Dưới sự giúp đỡ của Jarvis, Tony đã phá vỡ được phòng tuyến của căn cứ. Giải quyết xong đám test view, anh ta phát hiện ra rất nhiều tàn tích của đội quân Chitauri trong một căn phòng lớn. Baron đã dùng những linh kiện này để ra đội quân robot. Lúc Tony chuẩn bị lấy cây trượng đã bị Wanda đánh lén. Siêu năng lực của Wanda chính là điều khiển tâm trí con người. Tony bị điều khiển và nhìn thấy cảnh Avengers bại trận và tất cả đồng đội thiệt mạng. Steve còn đột nhiên bật dậy túm lấy tay Tony chất vấn anh ta tại sao không cố gắng hết sức cứu trái đất. Mọi người đều biết đây là nỗi ám ảnh của Tony. Sau khi thoát khỏi ảo giác, Tony còn tưởng là do đá tâm trí khống chế. Thế là đeo găng tay vào lấy cây trượng đi. Mọi người xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi quay về, Helen cho dùng thiết bị tối tân của mình chữa vết thương cho Clint. Ở bên này, Tony đã giải mã viên đá trong cây trượng và có thu hoạch bất ngờ. Anh ta phát hiện viên đá tâm trí có tồn tại một ý thức riêng. Ý thức này mạnh hơn Jarvis nhiều lần. Sau trận chiến New York, Tony vẫn luôn hy vọng có thể phát triển ai mạnh hơn để bảo vệ trái đất. Giờ cơ hội đã đến, anh ta lập tức thuyết phục Banner bắt đầu nghiên cứu AI Ultron. Nhưng quá trình khó khăn hơn họ tưởng tượng. Trải qua 70 lần thí nghiệm đều kết thúc bằng thất bại. Thế là Tony bảo Jarvis giúp mình canh chừng, anh ta và Banner sẽ đi nghỉ một lát. Ai ngờ họ vừa rời đi, ý thức của Ultron đã hợp nhất xong. Lúc này hai người vẫn chưa hề hay biết ác mộng thực sự đã xuất hiện. AI Ultron có thể mạnh đến mức nào? Nó có thể biết được toàn bộ thông tin lịch sử của trái đất chỉ trong vòng vài giây. Khi Jarvis nhận ra điều bất ổn chuẩn bị thông báo cho Tony, Ultron đã lập tức chặn lại. Ở bên này mọi người đang tụ tập lại chém gió xem ai nhắc được bố của Thor. Clint là người thử đầu tiên, kết quả không nghĩ cũng biết. Đến lượt Tony, găng tay bốc khói rồi, thậm chí còn gọi thêm cả Rhodey trợ giúp. Đến lượt Steve, Thor quả thực đã giật mình. Nhưng Steve vẫn giữ thể diện cho Thor. Dù sao thì anh em buốt mặt phải nể nhau chứ. Lúc này sự xuất hiện của Ultron đã phá tan bầu không khí vui vẻ. Nó điều khiển đội quân áo giáp tấn công vào cả nhóm. Trong lúc chiến đấu, Ultron cướp mất cây trượng. Sau khi giải quyết xong bộ giáp cuối cùng, Thor ném búa đập Ultron thành một đống sắt vụn. Nhưng đó chỉ là một cái vỏ, Ultron sớm đã trốn thoát ra ngoài. Lúc này đội Avengers đều cảm thấy mối nguy hiểm. Bởi vì thân là một siêu AI, Ultron có thể dễ dàng lấy được bất cứ thông tin hắn muốn qua mạng Internet. Nếu như để hắn phát hiện ra mật mã bom nguyên tử, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Ở bên này, Ultron đến căn cứ của Baron điều khiển robot lắp ráp cho mình bộ giáp chiến. Trong lòng hắn hiểu rõ, muốn đánh bại đội Avengers buộc phải có một bộ giáp sắt bằng vibranium. Lúc này Pietro và Wanda bước vào. Do bố mẹ của họ đã bị chết dưới vũ khí của Tony, bên ba người có chung kẻ thù rất nhanh đã bắt tay với nhau. Trước tiên họ tìm đến tay buôn lậu vũ khí Ulysses, tên này cất giấu rất nhiều vibranium. Lúc đầu tên Ulysses vẫn còn do dự về chuyện tiền nong. Ultron chớp mắt, tài khoản của Ulysses lập tức được cộng thêm mấy chục tỷ. Hắn ta thấy đều là tiền từ doanh nghiệp, chắc liền nghĩ rằng Ultron là người của Tony. Nghe thấy tên Tony, Ultron không khỏi tức giận, tên Ulysses lập tức mất đi một cánh tay. Ngay sau đó đội Avengers đã tìm đến. Con làm bố đau lòng quá đấy, một trận chiến ác liệt xảy ra. Xem ra Tony phải dạy dỗ lại thằng con hư đốn này rồi. Pietro dùng siêu năng lực né được đòn tấn công của Steve rồi xông lên đánh trả. Nhưng muốn nâng được búa của Thor, e là còn kém xa. Lúc này sự xuất hiện của Wanda lập tức thay đổi cục diện. Không thể không khen, chiêu này đau hơn nhiều so với tác động vật lý. Khi Wanda định khống chế Clint liền bị trả đòn, Pietro cứu được Wanda ra ngoài. Hai anh em vừa ra ngoài vô tình gặp Banner đang canh gác. Để kìm hãm Hắc cục xúc, Tony ra lệnh khởi động bộ giáp Hắc Buster Mark 44, còn được gọi là bộ giáp trốn Hắc đang ở trên vệ tinh. Bộ giáp này là Tony và Banner cùng nghiên cứu chủ yếu để đối phó khi Hắc mất kiểm soát. Những bộ giáp hợp lại với nhau thành một cái lồng sắt bao Hắc lại. Nhưng chiêu này không hề có tác dụng. Sau một cú đấm rung chuyển mặt đất, Hắc thoát được ra ngoài. Nhưng điều này không quan trọng bởi vì nhân vật chính bây giờ mới xuất hiện. Tony cố gắng đánh thức Banner nhưng giờ Hắc không còn nghe được gì nữa. Ném một con ô tô về Tony. Tony cũng không kém cạnh, một cú lao đến đấm trúng mặt Hắc. Không chỉ có vậy, bộ giáp này còn có kết cấu đặc biệt. Có một kho trang bị dự trữ, chỉ cần bộ phận nào bị tổn hại sẽ lập tức được lắp ráp lại bằng linh kiện dự phòng. Càng bất ngờ hơn nữa là về phần sức mạnh có thể đối đầu ngang hàng với Hắc. Có thể nhìn ra, để kìm hãm Hắc, Tony và Banner đã tốn không ít tâm huyết. Nhưng cái giá của việc chọc giận Hắc cũng không hề nhỏ. Đến cả hộp trang bị ở sau lưng cũng bị Hắc tháo tung. Cuối cùng Tony phải dùng một tòa nhà để đánh thức Hắc. Sự mất kiểm soát của Hắc khiến Banner vô cùng áy náy. Mọi người đành phải kéo nhau đến nhà Clint tạm thời tránh dư luận. Fury đang ẩn nhận được thông báo lập tức chạy đến. Mọi người tụ tập với nhau bắt đầu thảo luận mục đích Ultron mua vibranium. Lúc này Banner nhìn bức tranh vẽ con bướm trên bàn mới nhận ra Ultron muốn phá kén thoát ra để tiến hóa. và người duy nhất có thể giúp hắn chính là tiến sĩ Helen. Ultron tìm đến Helen và dùng cây trượng khống chế cô ta. Hắn ta muốn dùng thiết bị của Helen để tạo ra một cơ thể không thể công phá bằng vibranium liên kết với các mô tế bào. Nhưng khi Ultron liên kết với bộ giáp được một nửa, Wanda dùng siêu năng lực đọc được ý thức của Ultron là hủy diệt trái đất. Lúc này chị đẹp không thể ngồi yên được nữa. Trong lúc tranh cãi, Wanda lén lút giải huyệt cho Helen. Helen tỉnh lại lập tức ngắt kết nối với bộ giáp nhưng đã bị Ultron phát hiện. Pietro và Wanda lập tức rời khỏi đây. Khi đội Avengers đến nơi, Ultron đã đem cỗ máy đi. May thay Clint đã xác định được xe hàng của Ultron. Steve lập tức nhảy từ trên cầu xuống nóc xe, bắt đầu chiến đấu với Ultron. Hai người đánh từ trên nóc xe xuống xe buýt. Thấy Steve rơi vào thế hạ phong, lúc này Pietro và Wanda cũng đến gia nhập vào trận chiến. Ultron thấy tình thế không ổn lập tức bỏ chạy. Lúc này, chiếc xe buýt mất lái đang xông thẳng vào khu dân cư. May thay Wanda và Pietro phối hợp ăn ý dùng siêu năng lực hóa giải được mối nguy. Ở bên này, Natasha phối hợp với Clint thành công cướp được cỗ máy. Sau khi trở về, Tony nhìn thấy bộ giáp trong cỗ máy lại nảy một ý tưởng. Sau khi dụ Clint đi, anh ta lại cổ vũ Banner giúp anh ta phát triển trí tuệ nhân tạo. Lần này anh ta quyết định liên kết với Jarvis. Banner không nói lại được Tony đành phải đồng ý, quá trình tiến triển vô cùng thuận lợi. Nhưng khi đường truyền ý thức sắp hoàn thành, Steve dẫn theo Pietro và Wanda quay về. Hai bên chướng mắt nhau lại lao vào đấu võ mồm. Pietro không nói nhiều thoát cái đã rút toàn bộ ổ cắm ra. Lúc này một viên đạn bay từ dưới lên, Clint đã trả đũa thành công. Steve rao chiến với Tony để ngăn cản anh ta. Hai bên đang đánh nhau ác liệt, Thor đột nhiên xuất hiện. Anh ta không nói không rằng giơ búa lên trời biến thành một cái sạc chạy bằng cơm. Năng lượng bị quá tải, cỗ máy bị nổ ngay tại chỗ. Vision chính thức ra đời. Vision có thể coi là trí tuệ nhân tạo tối tân nhất lúc bấy giờ. Cộng thêm sự hỗ trợ của viên đá tâm trí, có thể nói sinh ra đã ở vạch đích. Muốn thứ gì chỉ cần nhìn lướt qua là tự tạo cho mình một cái y nguyên. Do ý thức của Jarvis vẫn chưa liên kết hoàn toàn đã bị Thor nhúng tay vào vậy nên Vision sở hữu ý thức độc lập. Lúc đầu cả nhóm còn lo lắng anh ta có đứng về phe chính nghĩa không. Nhưng Vision đã nói rằng anh ta sinh ra vì hòa bình. Nghe vậy đội Avengers mới thở vào một hơi. Thế nhưng cảnh tiếp theo đây khiến không khí lập tức trở nên đông cứng. Còn Thor thì thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có mình Thor mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Không còn thời gian để chậm trễ, cả nhóm trang bị đầy đủ vũ khí đến Sokovia tiêu diệt Ultron. Tony cũng lần đầu tiên đem trí tuệ nhân tạo Friday ra chiến đấu thay Jarvis. Để tránh thương vong người vô tội, trước tiên họ hợp sức chuyển dân chúng đến nơi an toàn. Ở bên này, Tony tìm được Ultron nhưng Ultron đã nhìn thấy kế hoạch của đội Avengers. Hắn ta dùng vibranium còn thừa chế tạo ra một thiết bị phản trọng lực hạng lớn trong dưới lòng đất. Hơn nữa phái đội quân robot bắt đầu điên cuồng cấu xé thành phố. Nhóm Avengers thấy vậy lập tức lao vào chiến đấu. Lúc này Vision đối đầu với Ultron. Chỉ một cú vỗ má đã lập tức đẩy Ultron ra khỏi mạng internet, kiểm soát hành động của hắn. Ultron tức giận khởi động thiết bị phản trọng lực, lập tức mặt đất tách ra làm đôi. Rất nhanh toàn bộ thành phố bị nhổ lên như một cái cây. Mục đích của Ultron chính là để thành phố từ trên cao đập xuống dưới. Tony phân tích toàn thành phố trên không cuối cùng có được kết luận. Chỉ cần Sokovia đạt đến độ cao nhất định, lực va chạm khi rơi xuống đủ để tiêu hủy cả trái đất. Cùng lúc đó, những thành viên khác trong Avengers cũng đang chiến đấu ác liệt với đội quân robot của Ultron. Màn song kiếm hợp bích giữa Thor và Steve ngày càng ăn ý, là cung thủ duy nhất trong nhóm. Mũi tên của Clint chưa bao giờ trượt mục tiêu. Nhưng số lượng quân địch ngày càng đông, Clint bắt đầu gặp khó khăn. May thay lúc này Wanda xuất hiện kịp thời. Cứu viện xong bên này, Pietro lại bế Wanda đến chỗ khác để tiếp tục ứng cứu. Nhưng một người có siêu năng lực dịch chuyển nhanh như chớp lại bị đạn bắn sượt qua. Điều này như báo trước điểm gì đó. Lúc này Tony đo được thiết bị phản trọng lực sẽ xảy ra nghịch chuyển. Cũng có nghĩa là một khi khởi động thiết bị, toàn bộ thành phố sẽ lập tức rơi xuống. Cách duy nhất chính là cho nổ thành phố trên không, nhưng người dân trên đó phải làm sao? Vào lúc cả đội còn đang nghĩ cách, Fury xuất hiện như một thiên sứ, lái phi thuyền Heli Carrier đến nơi cứu nguy kịp thời. Trên phi thuyền có rất nhiều tàu cứu hộ, đủ để di chuyển toàn bộ người dân trên thành phố. Không chỉ có vậy, Fury còn dẫn theo một trợ thủ đắc lực. Anh cứ phải nói kỳ cục thế mới được à? Dưới sự giúp đỡ của đội Avengers, người dân lần lượt được đưa lên phi thuyền. Để ngăn cản Ultron chạm vào thiết bị phản lực, các thành viên Avengers tập hợp lại chuẩn bị trận quyết đấu cuối cùng với Ultron. Ultron vung tay một cái, vô số robot từ phía sau tràn lên châm ngòi cho trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử. Đám robot này chỉ là hạng tép diêu, không đủ cho đột Avengers khởi động gân cốt. Ultron vốn định thừa sơ hở xông lên không ngờ lại bị đánh 3x sát thương bởi 3 siêu anh hùng. Ultron run rẩy đứng dậy, vừa định trăng chối lời cuối cùng. Vào lúc mọi người di chuyển người dân rời đi, Ultron đột nhiên quay lại cứu vớt lần cuối. Clint đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, đột nhiên một tia sáng xanh vụt qua, Pietro đã đỡ đạn giúp anh ta. Đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, siêu anh hùng này chỉ sống được trong phần này. Đúng là tránh trời tránh đất, không tránh được đạn. Lúc này Wanda đã cảm nhận được cái chết của anh trai, sự đau đớn của cô ta đã bộc phát ra sức mạnh khủng bố. Vào lúc cô ta chuẩn bị kết liễu Ultron, đột nhiên một con robot khởi động máy phản trọng lực. Trong phút chốc, thiết bị được khởi động, cả thành phố bắt đầu nhanh chóng rơi xuống dưới. Vào lúc nguy cấp Tony lại là người xông ra đầu tiên. Cùng với một cú múa của Thor, cả thành phố bị nổ tung trên không. Cuối cùng Vision đã tiêu diệt Ultron hoàn toàn. Trong căn cứ của biệt đội Avengers, Steve và Natasha chào đón người mới gia nhập. Gã khổng lồ khoai lang tím cầm găng tay hủy diệt lên. Hắn có khả năng chiến đấu vượt cả thần. Dù cho có sự hỗ trợ của bộ giáp siêu mạnh, Iron Man đánh đến liều mạng cũng chỉ khiến hắn rơi một giọt máu mà thôi. Hắn ta chính là bậc thầy trong những bậc thầy của kẻ phản diện, Thanos. Sau khi Asgard bị hủy diệt, Thor và những người dân Asgard còn sống vốn định xuống trái đất định cư. Nửa đường thì gặp phi thuyền của Thanos. Thanos đã đổ sát gần hết người dân của Asgard. Đến tính mạng của Thor cũng như ngọn nến trước gió. Để cứu anh trai, Loki đành phải giao nộp viên đá không gian. Chính vào lúc này Hắc đột nhiên xông ra, điên cuồng đấm vào người Thanos. Ai ngờ chưa được mấy chiêu, Thanos đã cho mọi người thấy thực lực thật sự của hắn. Chỉ bằng vài đường cơ bản Hắc đã bị hạ gục. Hamdon dùng hơi thở cuối cùng sử dụng sức mạnh của cầu Bifrost để đưa Hắc trở về trái đất. Còn bản thân ông cũng chết dưới lưỡi dao của Thanos. Sau đó Thanos đặt viên đá không gian vào găng tay. Có thể nhìn thấy hắn đã có viên đá sức mạnh, điều này có nghĩa là hành tinh Sanda đã bị tiêu diệt dưới tay hắn. Lúc này bề ngoài Loki theo phe Thanos thực chất một tay biến con dao chuẩn bị tiêu diệt hắn. Không ngờ bị hắn vạch trần và bị bóp cổ chết ngay tại chỗ. Giờ Thanos đã có 2 viên đá. Khi gom đủ được 6 viên đá, chỉ cần một cái búng tay, một nửa sinh vật trong vũ trụ sẽ biến thành tro bụi. Hắn ta lệnh thuộc hạ đến trái đất cướp lấy viên đá thời gian trong tay Doctor Strange và viên đá tâm trí của Vision. Còn hắn ta sẽ đến Nowhere để lấy viên đá hiện thực. Hắc bị rơi thẳng xuống thánh điện của Strange. Thanos đang đến, hắn đang đến. Sau khi biết tính nghiêm trọng của sự việc, Strange và Banner tìm đến Tony đang đi dạo. Tony cho rằng chỉ cần hủy viên đá, toàn bộ vấn đề sẽ được giải quyết. Nhưng là người giữ viên đá thời gian, đương nhiên Strange không đồng ý. Banner cho rằng nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nhanh chóng bảo vệ Vision. Nhưng giờ chỉ có Steve mới tìm được Vision. Phải biết rằng giữa Tony và Steve đang có mâu thuẫn. Banner vội vàng khuyên bảo, giờ không phải là lúc tính toán ân oán cá nhân. Bất đắc dĩ, Tony lấy điện thoại mà Steve đã để lại cho anh. Đang định bấm gọi thì ngoài đường đột nhiên có động tĩnh. Hóa ra là thuộc hạ của Thanos đã đến trái đất. Lúc này, người nhện Peter cũng cảm nhận được nguy hiểm. Quay đầu nhìn lại liền thấy phi thuyền ở xa. Cậu ta nhờ bạn thu hút sự chú ý rồi mặc bộ đồ hóa trang vào xông về phía phi thuyền. Để tránh người dân vô tội bị thương, trên biến khu này thành thế giới trong gương. Ebony mò lệnh cho căn Obsidian tiến lên lấy viên đá. Tony vốn định cho Hắc tiếp chiến nhưng bất luận Banner có cố gắng thế nào cũng không đánh thức được Hắc. Tony thấy vậy đành phải đích thân ra tay. Tony tay biến thành khiên, chặn được đòn tấn công, rồi lập tức đánh trả. Hai người giao chiến ác liệt trong công viên. Tony bị đánh một cú ngã sấp mặt. Lúc này Peter xuất hiện chắn được một đòn cho anh, nhưng rõ ràng hai người song kiếm hợp bích vẫn không đấu lại căn. Tony bị căn siết chặt cổ. Vào lúc sắp bị đâm trúng, Wong đã dùng cửa thời gian di chuyển hắn đến Bắc Cực. Ở bên này, Strange giao chiến với Mo nhưng bất ngờ là Strange bị tên Mo kiểm soát dễ dàng. Do không thể kiểm soát được sức mạnh của viên đá thời gian, Mo thẳng tay bắt luôn Strange đi. Chính vào lúc này, Peter chạy đến kéo lấy Strange, kết quả cậu ta cũng bị kéo lên phi thuyền. Tony vội vàng đuổi theo sau. Phi thuyền bay ra khỏi tầng khí quyển, Peter rơi xuống vì thiếu khí oxy. May thay Tony đã sáng chế ra bộ giáp dành riêng cho người nhện, kịp thời cứu được Peter. Sau đó Tony khởi động dù trong bộ giáp đưa Peter đi, còn bản thân chui vào trong phi thuyền. Ở bên này, Banner nhặt chiếc điện thoại Tony làm rơi thành công gọi được cho Steve. Mo điều khiển vô số cây kim S trên giao nộp viên đá thời gian ra, mà không hề biết rằng Tony đã lẻn vào trong phi thuyền. Áo choàng của Strange và Peter cũng đi theo đoàn. Nhìn Strange ở bên dưới, Peter đề xuất dùng một cách vô cùng độc lạ để giải cứu Strange. Tony bắn thủng một lỗ trên phi thuyền, Mo lập tức bị cuốn ra ngoài. Peter xông đến dùng tơ nhện kéo được Strange. Vào lúc nguy cấp, bộ giáp tự động mở tính năng mới. Sau khi cứu được Strange, Tony lập tức lấp lỗ hổng lại. Cứ như vậy họ đã tiêu diệt được một trong những thuộc hạ của Thanos. Sau đó họ thương lượng quyết định đến thẳng Titan tiêu diệt Thanos. Nhưng Strange cảnh báo trước, nếu như đến lúc phải đưa ra quyết định, anh ta sẽ chọn bảo vệ viên đá thời gian. Tony cũng hiểu cho điều đó. Tiếp theo anh tuyên bố Peter chính thức trở thành một thành viên của đội Avengers. Ở bên này, nhóm vệ binh giải ngân hà nhận được tín hiệu cầu cứu của Thor. Khi họ đến nơi, cảnh trước mắt không khỏi khiến họ rớt cằm. Trong không gian trôi dạt vô số thi thể và tàn tích của phi thuyền. Lúc này Thor va vào cửa kính. Rocker giật mình một phen, thấy Thor vẫn còn sống, cả nhóm kéo anh ta vào trong phi thuyền. Mantis dùng ý thức để đánh thức Thor. Mọi người nói chuyện và suy đoán được kế hoạch của Thanos. Họ quyết định chia làm hai đường. Thor, Rocker và Groot tìm người làm vũ khí giết Thanos. Peter, Gamora, Drax và Mantis tới Nowhere ngăn cản Thanos lấy được viên đá hiện thực. Nhưng khi họ đến nơi, Thanos đã tìm được người cất giữ viên đá, nhưng đối phương không nói ra vị trí viên đá. Lúc này Drax không màng lời khuyên can của cả nhóm, xông ra đòi báo thù cho vợ con. Mantis phải dùng siêu năng lực đánh ngất anh ta. Thanos nghe thấy động tĩnh định bước lên kiểm tra. Gamora thấy không trốn được nữa, xông thẳng lên đâm một nhát vào cổ họng của Thanos. Tiếp theo lại bồi thêm nhát nữa vào tim. Rất nhanh Thanos đã đi gặp Diêm Vương. Vào lúc Gamora đau đớn bật khóc, giọng nói của Thanos vang lên. Hóa ra mọi chuyện chỉ là ảo ảnh mà Thanos dựng lên. Hắn sớm đã lấy được viên đá hiện thực từ người cất giữ. Nhóm bốn người không thể làm gì được, trơ mắt nhìn Thanos đưa Gamora đi. Sau đó Gamora gặp được em gái Nebula. Lúc này Nebula đã bị tháo rời toàn bộ cơ thể. Thanos điên cuồng giày vò Nebula để ép Gamora nói ra vị trí của viên đá linh hồn. Gamora không nhẫn tâm nhìn em gái chịu đau đớn đành nói ra vị trí của viên đá. Sau đó hai người đến hành tinh Vormir, nơi đang cất giữ viên đá. Ở đây, họ gặp người thủ hộ của viên đá. Người này chính là Red Skull, người đã bị Tony đánh bại. Hắn nói với Thanos muốn lấy được viên đá linh hồn buộc phải hy sinh người mà mình thật lòng yêu thương. Nghe đến đây Gamora bật cười. Trước nay Thanos đều xem mạng người như cỏ rác, làm sao có người thật lòng yêu thương. Ai ngờ Thanos đột nhiên rơi lệ, hóa ra hắn ta vẫn luôn xem Gamora như con gái ruột. Sau đó Thanos thẳng tay ném Gamora xuống vách đá. Khi hắn tỉnh lại, viên đá linh hồn đã xuất hiện trong tay. Hiện giờ hắn đã có 4 viên đá. Cùng lúc đó, Vision đang ở trái đất cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tối đó Wanda và Vision đang đi dạo, đột nhiên một cây đao dài đâm xuyên cơ thể Vision. Hóa ra là Corvus Glaive và Proxima Midnight, thuộc hạ của Thanos. Mục đích của họ chính là viên đá tâm trí trên trán của Vision. Wanda lập tức dùng siêu năng lực đuổi hai người đi. Sau đó một trận hỗn chiến đã xảy ra. Wanda chiến đấu với Proxima, còn Vision đang bị thương thì ứng phó với Corvus. Rất nhanh Vision đã mất đi khả năng chiến đấu. Vào lúc Wanda chuẩn bị một đấu lại hai, ở bên kia đường xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Người kia chính là Captain America vừa thay đổi tạo hình. Rất nhanh Sam và MT cũng gia nhập cuộc chiến. Tuy sức chiến đấu của Proxima khá mạnh nhưng không thể nào đấu lại được tổ hợp 3 siêu anh hùng kia. Proxima thấy tình hình không ổn vội vàng kéo theo Corvus bỏ chạy. Sau đó nhóm của Steve tìm đến Rhodey. Tình cảm của họ vẫn vô cùng thắm thiết sau vụ nội chiến siêu anh hùng. MT cũng lần nữa gặp được người thầm mến Banner. Mọi người cùng ngồi lại bàn bạc, Vision đề xuất hủy viên đá tâm trí, dùng tính mạng của một người để đổi lấy tính mạng của một nửa vũ trụ. Thế nhưng người duy nhất có thể phá hủy viên đá trong đội chỉ có Wanda. Banner cho rằng chắc chắn có cách nào đó vừa lấy được viên đá ra vừa giữ được tính mạng Vision. Thế là Steve đưa cả đội đến nơi có Wakanda, nơi kỹ thuật tiên tiến nhất hành tinh, để cầu xin sự giúp đỡ của vua T'Challa. Ở bên này, Rocket tặng Thor một con mắt bằng robot. Thor tháo bịt mắt rồi nhét con mắt vào trong. Rất nhanh họ đã đến nơi, nơi này còn được gọi là cái nôi rèn ra vũ khí của các vị thần. Nhưng giờ lại chìm trong bóng tối chết chóc. Lúc này tộc trưởng A.G. xuất hiện và kể lại toàn bộ sự việc. Hóa ra không lâu trước đây, Thanos đã đến đây ép tộc trưởng A.G. làm găng tay vô cực cho hắn. Sau khi có được găng tay, Thanos không những giết sạch mọi người còn hủy luôn đôi tay của tộc trưởng A.G. Dưới sự khuyên nhủ của Thor, tộc trưởng A.G. quyết định giúp anh ta chế tạo một vũ khí để triệu hồi cây cầu Bifrost, Diu Stormbreaker. Rocket phối hợp với Thor rất nhanh đã dựng lại được lò rèn, không ngờ thiết bị lại xảy ra sự cố. Để tiêu diệt Thanos, báo thù cho người dân đã chết của Asgard, Thor quyết định liều mạng một phen. Anh ta đứng giữa thiết bị, dùng tay không mở cửa lò rèn ra. Năng lượng thoát ra xuyên qua người Thor, đốt cháy lò rèn ở đối diện. Tộc trưởng A.G. tranh thủ từng giây rèn ra chiếc Diu Stormbreaker. Lúc này Thor đã thương tích đầy mình, ngã ẩm ra đất. Groot đã bị cảm động bởi hành động hy sinh của Thor. Nó cầm chiếc rìu lên tự chặt một cánh tay để hoàn thành vũ khí hủy diệt Thanos. Vậy là chiếc rìu Stormbreaker huyền thoại của Thor đã ra đời từ đây. Để lấy viên đá tâm trí trên đầu Vision xuống, nhóm Steve đến Wakanda nhờ sự giúp đỡ của nhà vua T'Challa. Ở đây, anh ta gặp người bạn thân Bucky. Em gái của vua T'Challa tuy còn nhỏ tuổi nhưng kỹ thuật phải gọi là vượt xa Banner. Cô bé nói với mọi người có thể lấy viên đá xuống nhưng quy trình vô cùng phức tạp, cần thời gian nhất định mới hoàn thành được. Thế nhưng lúc này, vô số phi thuyền ngoài hành tinh từ trên trời hạ xuống bên ngoài vòng tuyến của Wakanda. Hóa ra là thuộc hạ của Thanos đã đuổi đến. Để tranh thủ thời gian cho Vision, vua T'Challa đã khởi động toàn bộ hệ thống phòng ngự của Wakanda. Steve bảo Wanda ở lại bảo vệ Vision, những người khác ra ngoài chuẩn bị tiếp chiến. Banner không thể biến hình đành phải mặc bộ giáp khổng lồ của Tony. Thật tuyệt! Quân đội Wakanda vô cùng trật tự, rất nhanh đã tập trung xong xuôi. Vua T'Challa bắt đầu đọc lời tuyên thệ và cổ vũ binh lính. Sau một cái vung tay ra lệnh của Proxima, vô số sinh vật ngoài hành tinh tràn ra như châu chấu. Tuy màng chắn đã phát huy khả năng phòng ngự triệt để nhưng vẫn có sinh vật lọt vào trong. Tiếp theo, toàn bộ đội quân bắt đầu điên cuồng nã đạn vào kẻ địch. Rhodey bay lên trời, thả một loạt bom ở ven màng chắn. Để đề phòng đám sinh vật này vòng ra sau đánh lén Vision, vua T'Challa hạ lệnh mở màng chắn phía trước, kiểm soát toàn bộ quái vật ở phía trước. Một trận đại chiến mang tính thế kỷ bắt đầu từ đây. Khung cảnh tiếp theo vô cùng ác liệt, tôi cũng không biết phải miêu tả làm sao. Do số lượng quái vật quá đông, cộng thêm tiêu hao thể lực, rất nhanh team Avengers đã rơi vào thế hạ phong. Chính vào lúc này, một tia sáng từ trên trời lia xuống. Thor cùng với chiếc rìu Stormbreaker dẫn theo Rocket và Groot quay trở về. Bucky lia súng 360 độ để tiêu diệt đám quái vật tràn vào như nước. Có sự gia nhập của Thor, rất nhanh cục diện đã thay đổi. Ở bên này, Tony và Peter cùng điều khiển phi thuyền rất nhanh đã đến Titan, quê hương của Thanos. Nhưng vừa tiếp đất, một quả cầu hình tròn lăn đến trước mặt. Hóa ra là nhóm Queen đến đây để tìm Gamora. Bọn họ cũng không tìm hiểu sự tình, cứ thế lao vào đánh nhau. Sau một trận hỗn chiến, Tony khống chế Drax, Queen bắt được Peter, Gamora đầu. Sau một hồi nói chuyện, họ mới nhận ra nhau. Hóa ra mục tiêu của họ đều là Thanos. Tiếp theo họ tụ tập lại cùng nhau để bàn bạc đối sách. Trên dùng viên đá thời gian để xem trước 14 triệu năm trong tương lai khả thi của cuộc chiến với Thanos. Thế nhưng cuối cùng chỉ có được một sự thật khủng bố. Chúng ta thắng bao nhiêu trong số đó? 1. Lúc này, Thanos có 4 viên đá trong tay đã quay trở về Titan. Khi nhìn thấy S.H.I.E.L.D, hắn ta biết Mo đã bị tiêu diệt. Lúc này Tony đánh lén Thanos từ trên không. Thanos dùng sức mạnh của các viên đá lập tức thoát ra khỏi cái trụ. Tiếp theo cả nhóm bắt đầu trận đánh hội đồng, nhưng họ đều không phải là đối thủ của Thanos. Lúc này Quinn dẫm lên ma thuật của S.H.I.E.L.D, lắp 4 quả bom lên người Thanos. S.H.I.E.L.D điều khiển áo choàng trói tay của Thanos lại. Tony tiến hành áp chế bằng hỏa lực trên không. Ai ngờ toàn bộ lửa sinh ra trong vụ nổ bị Thanos hút toàn bộ rồi bắn trả lại Tony. Lúc này một chiếc phi thuyền lao đến đâm vào Thanos. Hóa ra là Nebula đến báo thù cho chị gái. S.H.I.E.L.D nhân cơ hội dùng pháp thuật trói tay hắn lại. Drax đạp vào gối hắn phối hợp với máy trọng lực của Quinn hút được tay phải của Thanos. Lúc này Mantis nhảy từ trên không xuống dùng siêu năng lực khống chế tâm trí của hắn. Peter và Tony lập tức chạy đến để cởi găng tay vô cực ra. Lúc này Quinn bước đến bắt đầu truy hỏi tung tích của Gamora. Sau khi biết người yêu đã bị Thanos giết chết, Quinn quá tức giận vô tình phá hủy mọi công sức của nhóm Avengers. Vào lúc Peter sắp tháo được găng tay, Thanos đột nhiên tỉnh dậy. Hắn dùng sức mạnh của viên đá lập tức tiêu hủy một hành tinh. Tiếp theo điều khiển đá vụn tấn công vào cả nhóm. Thấy cả nhóm đều không thể chống cự, Vision đứng ra quyết đấu pháp thuật với Thanos. Nhưng Thanos thực sự quá mạnh, chỉ bằng vài chiêu thức đã thoát khỏi dây trói của S.H.I.E.L.D. Vào lúc S.H.I.E.L.D gặp nguy kịch, Tony lập tức xuất hiện thu hút sự chú ý của Thanos. Tiếp theo chính là trận solo 1v1 của hai người mà ai cũng mong đợi đây. Lần này Thanos hoàn toàn nổi điên. Hắn hất Tony ngã văng ra đất, bắt đầu điên cuồng tung chưởng. Tony cố gắng đứng dậy phóng cực quang. Thanos không hề né tránh, dùng găng tay hút toàn bộ năng lượng. Tuy Tony đã dùng toàn bộ chiêu thức nhưng cuối cùng vẫn không thắng được Thanos. Cuối cùng, S.H.I.E.L.D dùng viên đá thời gian đổi lấy tính mạng của Tony. Giờ Thanos đã có 5 viên đá. Nếu để hắn có được viên đá tâm trí của Vision, vũ trụ sẽ xảy ra một thảm họa tàn khốc nhất trong lịch sử. Trên chiến trường Wakanda, Thor với chiếc rìu Stormbreaker như được tăng 2x sức mạnh. Không những chém quái vật như chém hoa quả, thậm chí còn một cú chém đứt phi thuyền của kẻ địch. Chính vào lúc này, kẻ địch dùng đến bánh xe khổng lồ để bẹp chiến trường. Có thể nói là đi đến đâu cỏ cũng chết đến đấy. Vào phút nguy cấp, Wanda xuất hiện kịp thời. Nếu Wanda tham gia vào trận chiến có nghĩa là chỗ Vision đang không có ai canh gác. Corvus nhân cơ hội đó lèn vào phòng thí nghiệm. Hắn dễ dàng hạ gục lính canh và đánh bại em gái của vua báo đen. Lúc này Vision đột nhiên xông ra đẩy Corvus ra ngoài cửa sổ. Steve nhận ra Vision gặp nguy hiểm liền gọi Banner đến giúp đỡ. Không ngờ vừa xuất hiện đã bị tên Căn đánh văng ra khỏi chiến trường. Còn chưa kịp đứng dậy lại bị Căn chặt đứt một cánh tay. Banner hét lớn để đánh thức Hắc nhưng Hắc vẫn không chịu hiện thân. Vào lúc sắp bị tiêu diệt, Banner vơ lấy cánh tay bị đứt tấn công tiễn Căn về Tây Thiên. Ở bên này, Vision đang suy yếu lại bị Corvus đâm một nhát nữa. Lúc này Steve xông đến chặn Corvus để giải cứu Vision. Có thể là vì thể lực bị tiêu hao, rất nhanh Steve đã bị Corvus sấn xuống đất. Vision nhân cơ hội đâm một nhát xuyên tim Corvus. Đến đây, toàn bộ tay chân của Thanos đã bị tiêu diệt. Nhưng mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, Thanos đã tìm đến nơi. Có sự hỗ trợ của 5 viên đá, người thường không thể nào đấu lại hắn. Sau nhiều lần Vision cầu xin, Wanda đành phải đau đớn hủy viên đá tâm trí trên người Vision. Vốn tưởng rằng như vậy có thể ngăn cản Thanos, thật không ngờ Thanos đã dùng hòn đá thời gian để tua ngược lại hồi sinh Vision. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Vision phải chết những 2 lần. Giờ Thanos đã có 6 viên đá trong tay, một luồng sức mạnh xuyên qua người hắn. Chính vào lúc này, đột nhiên một tia sáng bay đến, Thor dùng hết sức ném chiếc rìu. Uy lực của chiếc rìu có thể áp chế được 6 viên đá, đâm thẳng vào ngực của Thanos. Tuy cú đánh này đã gây ra sát thương không nhỏ cho Thanos, nhưng vẫn không thể lấy mạng hắn. Sau đó Thanos biến mất, nhưng tai nạn thật sự mới chính thức bắt đầu. Một cú búng tay của Thanos khiến một nửa sinh mệnh trong vũ trụ biến thành cát bụi. Những siêu anh hùng từng vô số lần giải cứu trái đất cũng bất lực trước hiện thực này. Trận này Thanos đã thắng, đội Avengers đã thua hoàn toàn. Nhận ra chuyện không ổn, Fury vội vàng lấy máy tín hiệu trong xe ra, nhưng chính ông ta cũng không thoát khỏi số phận. Cuối cùng chỉ có Tony và Nebula sống sót. Trên đường hai người trở về trái đất, phi thuyền cạn kiệt nhiên liệu đang trôi dạt giữa vũ trụ bao la. Hôm nay là ngày thứ 22 họ bị mắc kẹt. Thức ăn và khí oxygen cạn, giờ Tony còn đang bị thương nặng. Anh dùng chút sức lực cuối cùng bật mũ giáp lên quay lại di ngôn cuối cùng. Sau đó mặt hướng về phía vũ trụ đen ngòm, nhắm mắt lại âm thầm chờ đợi cái chết. Chính vào lúc này, một tia sáng chói mắt chiếu lên mặt Tony. Người đến không ai khác chính là Captain Marvel. Carol dùng siêu năng lực của mình kéo du thuyền của Tony về căn cứ của Avengers. Thế nhưng sau khi Tony quay về không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Bởi vì từ lâu trước đó anh đã muốn dùng khoa học kỹ thuật để trang bị vũ trang cho trái đất nhưng không được ai ủng hộ. Tony càng nói càng kích động, còn thẳng thừng móc trái tim sắt trước ngực xuống đặt vào tay Steve rồi ngã xuống trước mặt mọi người. Lúc này Rocket phát hiện 2 ngày trước, trên một hành tinh chưa xác định phát hiện ra năng lượng của những viên đá. Điều này có nghĩa là Thanos lại sử dụng viên đá. Mọi người quyết định đi cướp lại 6 viên đá hồi sinh những người bị Thanos hại. Có mục tiêu, Thor là người đầu tiên lên đường. Rất nhanh mọi người lên phi thuyền đến hành tinh mà Thanos đang sống. Lúc này Thanos đang rảnh rỗi đi dạo trong vườn hoa, cuộc sống về hưu vô cùng nhàn nhã, êm đềm. Lúc này Carol xông đến đánh ngã hắn rồi bước đến siết cổ. Banner xông ra giật lấy găng tay vô cực. Thor cũng tiến đến vung một dìu chặt đứt tay của hắn. Nhưng khi Rocket lật găng tay lên phát hiện viên đá trên đó đã biến mất. Hóa ra sau khi đạt được mục đích, Thanos dùng sức mạnh của chính viên đá để hủy hoại nó. Giờ hy vọng cuối cùng cũng tan biến theo nó. Thor nổi giận đùng đùng, lập tức chặt đứt đầu của Thanos. Tuy Thanos đã chết nhưng mọi người cũng rơi vào trầm tư, bởi vì không có viên đá vô cực thì không thể hồi sinh được một nửa sinh mệnh trong vũ trụ. Sau đó Thor thất vọng quay người rời đi, nhưng họ chắc chắn sẽ không ngờ rằng vào một ngày của 5 năm sau, sự xuất hiện của một con chuột đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Trong một nhà kho bỏ hoang, một con chuột vô tình khởi động đường hầm lượng tử cứu được người kiến Scott đang mắc kẹt trong lượng tử dưới ra. Scott ra ngoài vô cùng kinh ngạc. Trên đường dán đầy tờ rơi tìm người, trong công viên xây đầy bia mộ, hơn nữa còn có tên của chính anh ta trên bia. Anh ta vội vàng chạy về nhà nhưng trong nhà chỉ còn con gái. Lúc này anh ta mới biết hiện giờ đã là 5 năm sau. Sau đó anh ta đến căn cứ của đội Avengers và kể lại sự việc mình đã trải qua cho Natasha và Steve. Hóa ra thời gian ở trong lượng tử giới là hoàn toàn khác. 5 năm ở thế giới bên ngoài chỉ bằng 5 tiếng trong lượng tử giới. Anh ta cho rằng chỉ cần có thể vào lượng tử giới trong một mốc thời gian nhất định rồi ra ngoài từ mốc thời gian khác là có thể du hành thời gian. Sau đó lấy lại 6 viên đá vô cực trước Thanos, hồi sinh mọi người. Natasha nghe xong cho rằng cách này khá khả thi, nhưng hiện giờ họ không có kỹ thuật này. Thế là họ tìm đến Tony. Thế nhưng giờ Tony không chịu nhúng tay vào chuyện của Avengers nữa. Anh không muốn vợ con phải lo lắng vì mình lần nữa. Bất đắc dĩ, họ đành phải tìm đến thiên tài khác, Banner. Lúc này Banner và Hulk đã kết hợp hoàn toàn. Tuy du hành thời gian không phải là lĩnh vực sở trường của mình nhưng dưới sự khuyên nhủ của ba người, Banner quyết định thử một phen. Thế nhưng thí nghiệm không hề thuận lợi. Scott bước vào đường hầm lượng tử, lúc thì biến thành học sinh, lúc lại biến thành ông già, thậm chí còn biến thành đứa trẻ sơ sinh. Ba người phải chật vật một hồi mới kéo được Scott về đúng nguyên hình. Ở bên này, tuy bên ngoài Tony từ chối lời đề nghị của Steve nhưng khi nhìn thấy bức ảnh chụp với người nhện Peter, trong lòng vẫn vô cùng áy náy và tự trách. Thế là anh thử thiết kế một đường hầm du hành thời gian, không ngờ ấy thế mà anh làm ra được thật nè, không hổ danh là thiên tài. Sau một hồi đắn đo trong lòng, Tony vẫn quay trở về căn cứ của Avengers, còn đem theo thiết bị định vị du hành thời gian dự định sẽ mạo hiểm lần cuối cùng. Không chỉ có vậy, anh còn đem chiếc khiên trả lại cho Steve, hai người coi như chính thức làm hòa. Giờ mọi sự đã xong xuôi, đã đến lúc triệu hồi các anh hùng khác rồi. Rocket và Banner đến thị trấn nhỏ New Asgard tìm Thor. Sau sự cố 5 năm trước, Thor giờ là một gã nghiện bia thừa cân và ham chơi điện tử. Banner nói với anh ta giờ có cơ hội hồi sinh mọi người, nhưng cần sự giúp đỡ của anh. Tuy Thor nói không đi nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời. Clint có thể nói là siêu anh hùng thảm nhất trong đội Avengers, cả gia đình anh ta đều biến mất sau cái búng tay của Thanos. Ai gặp phải chuyện này e rằng cũng là một cú sốc lớn. Thế là anh ta hóa thân thành sát thủ, đi khắp nơi trên thế giới săn lùng xã hội đen, trừng trị tội ác. Rất nhiều ông trùm khét tiếng đã chết dưới lưỡi kiếm của Clint. Chính vào lúc này, Natasha tìm đến anh ta và nói rằng giờ có cơ hội cứu những người đã biến mất. Sau đó, đội Avengers đã tập hợp đủ trong căn cứ của nhóm. Lúc này, Rhodey đề xuất có thể quay trở về thời Thanos còn là đứa trẻ sơ sinh rồi. Nhưng thay đổi quá khứ không thể thay đổi tương lai, thế nên cách này là không khả thi. Sau đó, họ quyết định thử trước một lần. Banner mở đường hầm lượng tử, đưa Clint về mốc thời gian trước khi Thanos búng tay. Anh ta bước vào trong sân nhà, nghe thấy tiếng nói của vợ và các con, nhưng còn chưa gặp được người đã bị đưa quay lại. Tiếp theo đội Avengers quyết định chia thành 3 nhóm xuyên không về 3 mốc thời gian khác nhau trong quá khứ để lấy 6 viên đá rồi búng tay lại để cứu những người đã biến mất. Nhưng hạt pin trong vòng tay của họ chỉ đủ để đi về một lần, cũng có nghĩa là họ chỉ có một cơ hội, không thể xảy ra sơ suất cũng không được làm lại. Tiếp theo cả nhóm cùng vào đường hầm lượng tử rồi chia nhau ra hành động. Banner, Steve, Tony và Scott quay trở về New York năm 2012, đội Avengers ở mốc thời gian này đang chiến đấu với đội quân Chitauri. Nhìn Hulk trong thời kỳ cục xúc, Banner chỉ biết viết một chữ quê trên mặt. Tony lén trở về tòa nhà Stark, lúc này Loki đã bị họ bắt lại, một đặc công làm nội gián trong S.H.I.E.L.D. đã lấy cây quyền trượng có viên đá tâm trí đi. Lúc này Steve bước vào thang máy, sắc mặt của cả nhóm trở nên căng thẳng. Hydra mua 5. Cứ như vậy Steve thuận lợi lấy được cây quyền trượng, nhưng chưa đi được bao lâu đã đụng mặt phải bản thân ở quá khứ. Bất đắc dĩ, hai Steve đành phải lao vào uýnh nhau. Hai người đánh từ trên tầng xuống dưới đất. Cuối cùng Steve ở tương lai dùng cây trượng khống chế được Steve ở quá khứ. Ở bên này, Tony lệnh cho Scott phá hỏng trái tim bằng điện tử của mình. Khung cảnh lập tức rơi vào hỗn loạn. Hai người nhân cơ hội kết hợp ăn ý rất nhanh đã lấy được viên đá không gian. Ai ngờ Hulk ở quá khứ vô tình hất văng Tony, viên đá rơi ra lăn đến chân của Loki. Cũng vì cú ngã này đã giúp Loki được quay tiếp 6 tập trong bộ phim riêng về mình. Giờ viên đá không gian đã mất, chỗ hạt pin còn lại chỉ đủ cho họ quay về tương lai. Chính vào lúc này, Tony nghĩ ra cách vừa lấy được viên đá không gian vừa có thể bổ sung thêm hạt pin. Thế là anh ta và Steve dùng số hạt pin cuối cùng quay về trại ly 2 năm 1970. Nơi này chính là cơ sở đầu tiên của S.H.I.E.L.D. Hai người đóng giả thành nhân viên trà trộn vào trong. Rất nhanh Tony đã lấy được viên đá không gian, lúc chuẩn bị rời đi lại vô tình đụng mặt cha mình là ông Howard. May thay ông Howard không hề nhận ra Tony, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã giúp Tony cảm nhận được tình yêu vô bờ của cha mình. Ở bên này, một cuộc điện thoại của Steve đã dụ anh hồi còn trẻ đi, thuận lợi lấy được hạt pin. Trước khi rời đi, anh ta còn có cơ hội nhìn thấy người yêu Peggy qua tấm rèm. Tuy Steve rất muốn ở lại nhưng anh ta biết rõ cứu những người biến mất mới là nhiệm vụ cấp bách bây giờ. Bạn có thể tưởng tượng được không, ở New York năm 2022, trong khi đội Avengers đang chiến đấu với đội quân Chitauri, ở một góc nào đó trong thành phố này có một bậc thầy đang ẩn cư. Bà ta chính là thượng cổ tôn giả. Bà ta chỉ dùng một chưởng đã khiến Banner xuất hồn. Tôn giả nói với anh ta nếu như tôi đưa viên đá ra sẽ khiến không gian bị rối loạn, thế giới không có viên đá rất có khả năng sẽ bị sức mạnh bóng đêm nuốt chửng. Cho đến khi Banner nói ở tương lai S.H.I.E.L.D đã chủ động giao viên đá cho Thanos, tôn giả ngây người. Bởi vì S.H.I.E.L.D là pháp sư xuất sắc nhất của họ. Sở dĩ anh ta làm vậy chắc chắn có lý do riêng. Thế là tôn giả đưa linh hồn của Banner trở lại thể xác rồi chủ động giao viên đá thời gian ra. Cùng lúc đó, Thor và Rocket trở về Asgard năm 2013. Lúc này người mẹ Frigga đi ngang qua khiến Thor ngây người tại chỗ. Bởi vì hôm nay mẹ anh ta sẽ chết dưới tay thế lực bóng tối. Thor trốn sau cây cột vốn định nhìn trộm mẹ, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Frigga sau lưng. Frigga được nuôi dưỡng từ phù thủy nên đã sớm nhận ra Thor đến từ tương lai. Sau khi bị mẹ vạch trần, Thor không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Thor vốn muốn nói những chuyện sắp xảy ra với mẹ nhưng Frigga đã cản anh ta lại và nói rằng mọi chuyện đều là sắp xếp của Thượng Đế. Lúc này, Rocket đã lấy được viên đá hiện thực. Sau khi tạm biệt mẹ, hai người định rời đi, lúc này Thor đột nhiên nghĩ ra gì đó liền giơ tay ra ngoài cửa. Hay lắm, anh ta đã lấy cắp búa của Thor ở quá khứ. Sau đó hai người cùng quay trở lại tương lai. Cùng lúc đó, Clint, Natasha, Rhodey đến hành tinh Morak năm 2014. Trong mốc thời gian này vừa hay có hai viên đá, họ đành chia thành hai nhóm. Natasha và Clint đến ngồi phi thuyền đến Vongia tìm viên gọc linh hồn. Rhodey và Nebula ở lại đợi Peter Quinn xuất hiện, nhưng mọi chuyện không hề thuận lợi. Nebula trong mốc thời gian này và Nebula ở tương lai đã xảy ra xung đột ý thức. Thanos nhận ra điều bất thường liền điều tra toàn bộ ký ức quá khứ của Nebula. Nhờ đó hắn biết được kế hoạch của biệt đội Avengers, hơn nữa còn nhìn thấy cảnh bản thân bị chém chết sau khi đã đạt được mục đích. Kết hợp tất cả lại, hắn có được một kết luận, đội Avengers đang muốn thay đổi mọi chuyện hắn đang làm. Ở bên này, Peter Quinn cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn điệu nhảy ngạo mạn của anh ta, Rhodey cũng phải thốt lên. Đúng là một tên ngốc. Sau đó anh ta lao ra đánh ngất Quinn. Nebula lấy được chìa khóa của anh ta mở cửa miếu thần. Sau khi lấy được viên đá sức mạnh, hai người đang chuẩn bị trở về tương lai, ai ngờ Nebula đột nhiên ngã xuống đất. Khi tỉnh dậy đã bị Thanos bắt lên phi thuyền. Nebula ở quá khứ quyết định đóng giả thành Nebula tương lai giúp Thanos đi ngăn cản đội Avengers. Ở bên này, Natasha và Clint thành công đến được Vormir, nhưng quy tắc vẫn không thay đổi. Muốn lấy được viên đá linh hồn phải hy sinh người mình chân quý nhất, lấy hồn đổi hồn. Hai người đều hy vọng đối phương sống sót, nhưng đều cứu hàng tỷ sinh mệnh, họ buộc phải đưa ra lựa chọn. Clint túm chặt lấy tay Natasha nhưng đến nước này, dường như cái kết đã được định sẵn. Cuối cùng, Natasha dùng tính mạng của mình giúp Clint lấy được viên đá linh hồn. Giờ 6 viên đá đã tụ hội đủ, mọi người cùng quay trở về tương lai nhưng Natasha đã mãi mãi ở lại Vormir. Để không phụ sự hy sinh của Natasha, cả nhóm quyết định lập tức hoàn thành sứ mệnh của họ. Tony chế tạo một chiếc găng tay nano và đặt 6 viên đá lên. Nhưng tiếp theo đây ai sẽ là người thực hiện cú búng tay chết người đây? Lúc này Thor ôm bụng bia đứng ra. Các thành viên khác lập tức ngăn cản, sợ một cú búng tay của anh ta trái đất lại thêm một đám nghiện rượu. Cuối cùng mọi người quyết định để Banner búng tay. Dù sao thì năng lượng mà các viên đá phóng ra là tia gamma. Sau đó cả nhóm bắt đầu tiến hành phòng ngự. Tony còn khởi động hệ thống bảo hộ cho cả căn cứ. Tiếp theo Banner chậm chậm đeo găng tay vào, một luồng năng lượng cực mạnh xuyên qua người anh ta. Cuối cùng Banner chịu năng lượng cực lớn đi xuyên qua người rồi búng tay. Tony lập tức dùng vật liệu nano để giữ lại cánh tay cho Banner. Chính vào lúc này, đột nhiên điện thoại của Clint đổ chuông, là vợ anh ta gọi đến. Rõ ràng họ đã thành công, nhưng tai nạn thực sự mới đến ngay sau đó. Hóa ra Nebula ở quá khứ đã lén mở đường hầm lượng tử đưa đội quân của Thanos ở năm 2012 đến đây. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ căn cứ của đội Avenger bị tên lửa của Thanos bắn nổ thành bãi hoang tàn. Banner, Rhodey và Rocket bị đè dưới đống đổ nát. Clint vừa tìm được găng tay vô cực liền bị sinh vật ngoài hành tinh đuổi theo. Anh ta vừa bỏ chạy vừa phản công, rất nhanh đã giải quyết được truy binh. Lúc này Nebula trong quá khứ bước đến. Clint không biết chuyện đưa găng tay cho cô ta. May thay Gamora trong quá khứ và Nebula ở tương lai đến nơi kịp thời. Hai người song kiếm hợp bích tiêu diệt Nebula ở quá khứ và giành lại găng tay. Ba siêu anh hùng ở bên ngoài đống đổ nát lại lần nữa gặp mặt Thanos. Lúc này một tia chớp lóe lên, Thor tay trái triệu hồi búa thần, tay phải triệu hồi dìu Stormbreaker. Thế nhưng Thanos đã nhìn thấy tương lai, lần này hắn ta quyết định hủy diệt cả vũ trụ. Sau đó dùng sức mạnh của các viên đá gây dựng lên một vũ trụ mới. Nghe đến đây, ba người không thèm nói nhiều nữa, xông lên chiến đấu với Thanos. Thor và Tony đã cho chúng ta thấy sự kết hợp của các siêu anh hùng có thể mạnh đến cỡ nào, nhưng vẫn bị thanh đao của Thanos chặn lại được. Đối diện với Thanos lớn mạnh, dù cho ba siêu anh hùng hợp sức cũng không thể đánh thắng. Lúc này đột nhiên chiếc búa của Thor bay đến. Hóa ra là Steve đã dùng chiếc búa. Tiếp theo anh ta dùng chiêu thức mà Thor vẫn hay dùng. Thế nhưng sức mạnh như vậy vẫn không lấy được một cọng tóc của Thanos. Thanos nhanh tay ấn Steve xuống đất, tiếp theo vung thanh đao lớn chém vỡ nát khiên của Steve. Tiếp theo, đội quân của Thanos cũng xuất hiện. Dù cho thiên quân vạn mã của kẻ địch đang kéo đến nhưng Steve vẫn không hề rút lui. Chính vào lúc này, bên tai anh ta vang lên tiếng của Sam. Cùng lúc đó, vô số cổng thời gian xuất hiện sau lưng. Toàn bộ siêu anh hùng biến mất trước đó đã quay trở về. Đến cả thư ký Pepper cũng mặc bộ giáp mà Tony làm cho cô. Người Kiến cũng đội đất sông lên cứu được Banner đang ở trong đống đổ nát. Một trận đại chiến mang tính thế kỷ chính thức bắt đầu. Đây là trận chiến chấn động nhất trong lịch sử điện ảnh Marvel, trận chiến hồi kết. 22 siêu anh hùng trong các giai đoạn mà bạn từng xem trong vũ trụ điện ảnh Marvel đều xuất hiện trong trận chiến này. Trong lúc hỗn chiến, Tony lần nữa gặp lại người nhện Peter. Áy náy, tự trách trong 5 năm cuối cùng cũng được hạ xuống vào giờ phút này. Thế nhưng so với Tony, cuộc gặp mặt của Clint và Gamora lại khá là 3 chấm. Khung cảnh hòa hợp như vậy cũng xem như đạo diễn đã xả tức cho các fans rồi ha. Lúc này trận chiến vẫn bắt đầu. Nhiệm vụ chính của đội Avengers chính là đem trả lại các viên đá vào các mốc thời gian. Tuy Thanos đã phá hủy đường hầm lượng tử nhưng đừng quên trong con xe của Người Kiến cũng có đường hầm lượng tử. Thế nhưng phải mất 10 phút để khởi động đường hầm, các siêu anh hùng phải tiếp sức bảo vệ găng tay. Clint đưa găng tay cho chiến binh báo đen. Báo đen lập tức xông lên, mở ra một con đường máu. Lúc này Thanos xông lên, Wanda lập tức chặn đường hắn. Bị tước mất người yêu, cô ta buộc phải bắt Thanos nợ máu trả bằng máu. Thanos không phải là đối thủ của Wanda trong trạng thái nổi điên, vậy là cảnh tay không xé Thanos của chị đẹp đã ra đời từ đây. Vào lúc sắp bị Wanda xé nát, Thanos không màng an nguy của quân mình, lệnh cho tàu mẹ khai hỏa bắn văng Wanda. Mô dùng ma thuật giữ báo đen ở trên không trung. Lúc này Peter xông đến nhận lấy găng tay và trong phút chạm đất, kích hoạt chế độ đồ sát, nhưng ít khó địch lại nhiều. Vào lúc Peter đang rơi vào tình thế nguy cấp, Steve phóng cái búa ra kéo Peter lên không trung. Vào lúc sắp chạm đất, được Pepper bắt được đưa cho người khác, nhưng tiếp theo không may bị mưa đạn bắn trúng. Kẻ địch tấn công ngày càng mạnh, tình thế lại lần nữa khiến Avengers rơi vào thế bất lợi. Tiếp đó, một tia sáng chói mắt xuyên qua tầng mây, đâm xuyên thủng tàu mẹ của Thanos. Bạn đoán không sai đâu, sức chiến đấu ác liệt như vậy không ai khác chính là Captain Marvel, Carol. Cùng lúc đó, Người Kiến đã mở được đường hầm lượng tử. Carol nhận lấy găng tay rồi tăng tốc bay đến chỗ đường hầm. Vào lúc sắp thành công, một cú phi đao của Thanos đã hủy mất đường hầm cuối cùng. Sau một vụ nổ lớn, găng tay rơi xuống trước mặt Thanos. Tony chạy đến ngăn cản nhưng bị Thanos đá bay ra xa. Đến Steve và Thor cùng xông lên cũng bị Thanos đánh cho ngã sấp mặt. Vào lúc Thanos đeo găng tay vào định búng thêm cú nữa, Carol xông đến giữ chặt tay hắn. Thanos muốn giằng ra nhưng sức chiến đấu của Carol không phải dạng vừa đâu. Trong lúc cấp bách, hắn móc viên đá sức mạnh ra nắm trong tay đấm văng Carol. Lúc này Doctor Strange giơ ngón trỏ ẩn ý hình số 1 về phía Tony. Lúc này Tony mới hiểu anh chính là cơ hội duy nhất. Thế là anh không màng nguy hiểm xông đến giằng lấy găng tay của Thanos, nhưng vẫn bị Thanos hất ra. Sau đó, Thanos giơ tay lên búng thêm lần nữa nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Quay đầu lại, Tony đã lắp 6 viên đá vào bộ giáp của mình. Nhìn đội quân lần lượt biến mất xung quanh, Thanos cũng chỉ đành chấp nhận số phận, sau đó biến thành cát bụi. Trận này, đội Avengers đã thắng huy hoàng. Nhưng anh hùng Iron Man đã nằm mãi nơi này. Vũ trụ Marvel 10 năm bắt đầu bằng người sắt và cũng kết thúc bằng người sắt. Sau trận đại chiến, toàn bộ siêu anh hùng tổ chức một tang lễ long trọng cho Tony. Thor quay trở về Asgard, nhường vị trí quốc vương cho Valkyrie, rồi gia nhập vào đội quân vệ binh giải ngân hà quyết định đi cùng họ bảo vệ hòa bình cho vũ trụ. Cuối cùng, Steve đem 6 viên đá trả về các mốc thời gian khác nhau. Nhưng 5 giây sau vẫn không thấy Steve xuất hiện. Lúc này Bucky và Sam nhìn về phía xa, một ông già đang lặng lẽ ngồi bên bờ hồ. Người này chính là Steve đã già đi. Hóa ra anh ta đã nghe lời khuyên của Tony, sống hết đời còn lại với người mình yêu. Tuy giai đoạn 4 của Marvel đã kết thúc nhưng tôi cho rằng cái kết của Avengers 4 không có nghĩa là Marvel đã kết thúc. Nó chỉ đại diện cho sự kết thúc của một thời đại. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn like và đăng ký kênh để đón chờ những tập phim hấp dẫn nhé.